Xin chào mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ lên làm video hướng dẫn đến nhịp chi tiết bài nhảy sân khấu Nai Dan bài Salalala Remix. Bài này được chia làm 32 bước nhảy và quay các bạn. Trước khi vào 32 bước nhảy thì sẽ có 4 lần 8 nhịp dạo nhạc nhé. Đây là 4 lần 8 nhịp đầu tiên này. Bước sang chân phải sang bên phải trước. Chúng ta tập chân. Thì bước chân phải sang thì không, chúng ta để trái. Chúng ta lại tập 32 bước nhá. Bốn lần tập nhịp này. 1 2
6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta lại làm lại như thế vào phía mặt bên phải hướng 3 giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, hướng phía sau này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi hết một vòng rồi, chúng ta lại quay lại từ hôm sau nhà này. Có 2 lần tập nhịp thôi nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó lại làm lại một vòng nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4. Đến đây, chúng ta lại quay lại trước. 5, 6, 7, 8. Tức là vòng 3 chỉ có mặt trước và mặt hướng 3 giờ thôi. Tiếp theo này, và kết thúc lời câu hát cuối cùng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ok.